Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 1, bộ sách Chân trời sáng tạo cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, vậy là trải qua 4 bài học vần, chúng ta đã đến với bài cuối cùng của chủ đề 11, chủ đề bạn bè, đó là bài ôn tập và kể chuyện. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi ôn lại những phần đã học, những từ khóa có chứa những phần đã học và cùng đi tìm hiểu một câu chuyện vô cùng thú vị. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, các con hãy quan sát bức tranh sau và cho cô biết chủ đề của bức tranh này là gì. Rất chính xác, chủ đề của bức tranh này chính là bạn bè và đây cũng là tên của chủ đề 11 mà chúng ta tìm hiểu. Trong phần đầu của bài học ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng đi ôn lại 10 vần chúng ta đã cùng tìm hiểu trong chủ đề vừa rồi. Đó là 10 vần sau: an, ăn, ân, on, ôn, en, in, ơn, un. Vậy các con hãy cho cô biết những vần này có điểm chung là gì? Rất chính xác, những vần mà chúng ta đã đi tìm hiểu trong chủ đề 11 có điểm chung là đều kết thúc bởi âm N. Chính vì thế, những vần này sẽ có phần nào giống nhau trong cách phát âm. Vì vậy, khi phát âm, các con phải thật chú ý để chúng ta không nhầm lẫn giữa các vần này. Bây giờ, ta sẽ cùng đọc lại những vần này một lần nữa. An, ăn, ân, on, ôn, en, in, ơn, un. Và tương ứng với những vần đã học, cô cũng sẽ có những từ khóa như sau chứa 10 vần đã học. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh vần và đọc trơn 10 từ này các con nhé. Bờ an ban huyền bàn, bờ ác bác nặng bạc, bàn bạc, bàn bạc, ân, cờ ân cân huyền cần, ân cần, ân cần, gờ ăn gân sắc gắn, bờ o bo sắc bó, gắn bó, gắn bó, bờ on bon huyền bòn, bờ on bon, bòn bon, bòn bon, nhờ ao nhào huyền nhào, lờ ôn lôn nặng lộn, nhào lộn, nhào lộn, khờ en khen, ngờ ơi ngơi nặng ngợi, khen ngợi, khen ngợi, bờ en bên huyền bền, chờ ắt chắt nặng chặt, bền chặt, bền chặt, đờ en đen huyền đèn, pờ in pin, đèn pin, đèn pin, sờ ơn sơn, cờ a ca, sơn ca, sơn ca, mờ eo meo huyền mèo, mờ un mun, mèo mun, mèo mun. Vậy là vừa rồi, cô và các con đã cùng đi đánh vần và đọc trơn 10 từ khóa quan trọng trong bài 11. Vậy bây giờ, để kiểm tra xem các con đã thực sự ghi nhớ và nhận biết thật tốt về những phần, những từ đã học hay chưa, cô mời các con đến với câu hỏi sau. Như vậy, sau khi chúng ta đã đi ôn tập lại được những phần, những từ đã học trong bài 11, ta sẽ cùng ôn lại kỹ năng đọc hiểu thông qua một bài thơ rất thú vị như sau. Bây giờ, cô sẽ đọc mẫu bài thơ này một lần, các con hãy chú ý lắng nghe nhé. Cún và mèo, mèo đi học, quên bút chì, lấy gì ghi, mèo nhăn nhó. Cún thấy thế, bèn lại gần, và ân cần,
Bút đầy bạn, cô vui vẻ, khen cún con, đã lớn khôn, nhờ chia sẻ. Hải An. Như vậy, sau khi đã lắng nghe cô đọc mẫu bài đọc Cún và Mèo, các con hãy tìm giúp cô những tiếng nào trong bài thơ này chứa 10 vần mà ta đã đi tìm hiểu trong chủ đề 11. Trong bài thơ Cún và Mèo có những tiếng sau chứa những vần mà chúng ta đã đi tìm hiểu trong chủ đề 11, chính là những tiếng đã được cô tô một màu sắc khác ở trên màn hình. Tiếng quên chứa vần en, tiếng nhăn chứa vần ăn, tiếng cún chứa vần un, tiếng bèn chứa vần en, tiếng gần chứa vần ân, tiếng ân và tiếng cần đều chứa vần ân, tiếng bạn chứa vần an, tiếng khen chứa vần en, tiếng cún chứa vần un, tiếng con chứa vần on, tiếng lớn chứa vần ơn và tiếng khôn chứa vần ôn. Vậy bây giờ, các con hãy dừng video lại một lát để đọc trơn bài đọc này nhé. Sau khi đã đọc trơn được bài thơ này rồi, các con hãy cho cô biết bài thơ này có tên là gì? Rất chính xác, bài thơ này có tên là Cún và Mèo. Ta biết được điều đó nhờ những từ đã được in ở phần đầu của bài thơ. Vậy tiếp theo, các con hãy cho cô biết tác giả của bài thơ Cún và Mèo là ai? Rất chính xác, tên tác giả của bài thơ Cún và Mèo là Hải An. Tên tác giả thường được đặt ở phần cuối của bài đọc. Vậy trong bài thơ Cún và Mèo có những nhân vật nào đã được nhắc đến? Bài thơ Cún và Mèo có 3 nhân vật, đó là mèo, cún và cô giáo. Vậy từng nhân vật trong bài thơ Cún và Mèo đã có những hành động gì? Bạn mèo thì quên bút chì khi đi học, bạn cún thì cho bạn mèo mượn bút, còn cô giáo thì khen cún con đã lớn khôn. Đó chính là những việc làm mà 3 nhân vật trong bài thơ Cún và Mèo đã làm. Vậy trong 3 nhân vật này, các con thấy nhân vật nào đáng khen và đáng học tập nhất? Rất chính xác, nhân vật bạn cún là nhân vật rất đáng khen và đáng học tập bởi bạn đã có tinh thần biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, cụ thể là đã cho bạn mèo mượn bút. Chính vì thế, bạn cún đã được cô khen là đã lớn khôn bởi bạn biết chia sẻ và giúp đỡ người khác. Các con hãy học tập bạn cún để trở thành một học sinh ngoan, biết quan tâm, biết giúp đỡ và biết sẻ chia với những người xung quanh. Và việc tìm hiểu bài thơ Cún và Mèo cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta tại đây. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.